Hôm qua tôi gặp một trường hợp rất là căng Mời các bạn cùng tôi giải quyết vấn đề này Tôi có một miếng đất ha Ví dụ cái miếng đất của tôi ngay chỗ này à, miếng đất chỗ này của tôi ha Là đất ở nè Đất tiếp giáp đường đồ ngon lành ha Đàng hoàng à, Ngay chỗ đất trước đất là có những cái dòng suối đồ rất là đẹp ha Vậy là lụm tiền đúng không các bạn Thì ngày hôm qua thì đúng là cái bạn khách đó Bạn định mua cái miếng đất này à Nhưng mà sau khi bên tôi coi kỹ ha Thì bên tôi phát hiện Trước đó nó có một cái bảng đợi diệt bây giờ các bạn coi ha chúng ta lấy cái móc ở chỗ này một cái suối hình chữ y ha thì coi cái bản đợi việt nè đây ha cái suối nè hình chữ y nè tức là họ cho rất là nhiều bản còn cái người việt họ lấy cái bản nào phù hợp nhất là của họ thì trong cái bản đợi việt này á cái lô đất cái, cái khu vực đất của đây cái cái lô ngày hôm qua nó nằm chỗ này à, thế thì trong cái bản đợi việt này á mà đợ, cái bản này là đợi việt là không được nhưng mà không được phê diệt ha họ vẫn lấy cái bản bên kia thì trong cái bản này nè cái khu vực đất này nó dính vào đất phát triển cây xanh cảnh quan tức là trong cái bản này nè họ đang muốn nói là có một cái hồ gần đó và họ muốn xung quanh cái khu vực đó thành hành lang bảo vệ con hồ này thế thì trong hai bản này và bản này chỉ có bản này được diệt, bản này là bỏ rồi nhưng mà trong bản được diệt cái phần mà nó ghi thêm là khu vực phát triển cây xanh cảnh quan thực hiện sau năm 2030 thế thì câu hỏi đặt ra trong nội bạn, bạn có dám đụng vô cái miếng đất tại khu vực này không? tôi là ông cố xong dậy con không dám đụng tôi thấy có điềm nên kêu bạn khách té gấp đừng dính vào